Rồi hello chào anh em nha. Hôm nay 16 tháng 5 năm 2021. Tối nay mình làm cái clip nói về cái sản phẩm đó là bộ lửa cấp 84 FTSA. Biển cực đẹp nha anh em. Nhưng mà cái bộ lửa này nó có một cái lỗi nhỏ thì chúng mình sẽ báo sau. Nên nói chung là mình bán đồ chuẩn đẹp thì có giá đồ chuẩn đẹp. Đồ nào chuẩn đẹp nhưng mà có bị lỗi thì mình sẽ giảm giá cho anh em với mức giá tốt ha. Thì bộ lửa này mình bán cho anh em với giá là 1.3 triệu nha. 1.3 triệu cho bộ lửa 84 FTSA cực đẹp, len gan xà beng, tình trạng mới hơn 90% nha. Rồi ok, mình sẽ quay tổng thể trước rồi và chút mình nói là lý do sao cái bộ lửa này mình sẽ bán với cái giá là 1.3 triệu cho anh em ha. Đây là vô lăng nha anh em, vô lăng zin cực đẹp, xi zin đẹp gan xà beng nha anh em. Bộ này mình bán 1.3 triệu nha. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em nha. 0933996332. Lửa đẹp, có lỗi nhỏ, lỗi nhỏ nhưng mà mình cam kết với anh em là những cái lỗi không đáng kể nên vẫn sử dụng được bình thường. Nhưng mà đồ mà đẹp nhưng mà bị lỗi thì tất nhiên mình phải giảm giá hoặc là có giá tốt cho anh em. Anh em, đây là vô lăng. Rồi, bụng lửa nha. Đây con lửa, lửa bao anh em là nguyên zin, lửa mạnh đèn sáng, chưa quắn, chưa độ này kia các kiểu ha. Rồi cái lỗi duy nhất đây mình chỉ nha anh em, đây đây là do trong cái quá trình mà sử dụng thì nó cái lỗi này là đa số là do bị dán mà ta tháo mâm lửa ra ta không kỹ là người ta nại lên này nó dễ bị nứt như thế này. Thì nó bị nứt một chân như thế này nha anh em. Nó bị có bị nứt một chân đế mâm lửa như thế này. Đó. Thì nói chung nói về cái đứt cái đế mâm lửa như thế này thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Tại vì sao cái cục kích như thế này nó có nhiệm vụ là nó đứng im như đứng im một chỗ, không có chịu lực hay là bất cứ vấn đề gì hết, nó chỉ nói chung là định vị cái con kích đánh lửa để đếm cái vòng quay trên vô lăng qua con kích này nè, để cho tầm nổ xả đúng vậy thôi ha. Rồi nói chung là bị lỗi nhẹ như thế này, cái việc mà mua cái đế mâm lửa thì nó cũng rất là đơn giản, anh em thích anh mua, còn không thì mình cứ để nguyên vậy mình sử dụng bình thường. Nó rất là cứng, cái này nó chỉ là chịu lại cái kích để cho nó đúng vị trí thôi. Ngoài ra là bao anh em là chạy cho dù mấy đô mấy độ nó cũng không có tuột ra nổi ha. Anh em kỹ thì giờ anh em tháo ra đem đi hàng lại rồi xong gắn là bình thường, không thì cứ để nguyên vậy xài đó, nguyên zin toàn nghiệp bộ hết, chỉ lỗi nhẹ. Bị lỗi cái mâm như thế này thì mình bán rẻ cho anh em. Nếu mà bộ lửa mà nó đẹp kê như thế này mà không lỗi như thế này á, mình bán được khoảng 1.7 triệu 1.8 triệu, tại vì mình nhập vô giá cao và bán cao. Còn đối với bộ lửa là nó bị có lỗi nhẹ như thế này thì mình nhập vô giá rẻ thì mình bán rẻ cho anh em ha. Nói chung là bán là phải có lời chứ không ai mà mua đi bán lại mà phun nước bột đi không đó, nên có nhiều ông hỏi bán đồ này có lời không, tất nhiên là phải có lời, có lời mới bán chứ không có lời bán làm gì nhá, đúng không anh em? Kinh doanh mà phải có lời, cũng có cái lỗ, nhưng mà cái lỗ thì nhiều cái để nói. Những cái bên kinh doanh thì nó giống như chuyện là mình chơi xổ số đi, có nhiều cái mình thấy nó đẹp nhưng mà khi mình mua về thì nó xấu thì chấp nhận mình phải bán giá thấp, bán lỗ hả. Thì còn bộ này nói chung là mình bán thì gọi là hàng sao nó rõ vậy để tránh tình trạng là mít lòng này kia đó, nên mình nói là bộ lửa này rất là đẹp nhưng mà bị lỗi nhỏ ngay chỗ cái đế mâm lửa là bị nứt hết một bên, hoàn toàn là sử dụng bình thường không ảnh hưởng đến vấn đề gì hết, nên mình bán rẻ cho anh em. Giá là cứ có một bộ này mình bán là 1.3 triệu nè. Anh em nào thấy hợp nhãn ok alo về alo mình ship hàng ha. Thì đồ cũ thì mình bán, mình không có ship code COD, có nghĩa là mình bán không bán đồ cũ, là mình không bán với hình thức là gửi hàng thu tiền hộ. Đồ cũ là toàn bộ là mình bán là khi khách hàng coi ok, thành sao hàng dạy người thằng việc thằng, ok chốt thì cứ bắn tài khoản qua tài khoản mình, mang tên Quỳnh Quốc Thắng là mình sẽ gửi hàng tặng tay cho anh em qua Viettel hoặc là chành xe theo cầu của anh em. Và mình xin nhắc lại nữa, hiện tại là những thành phần giả mạo, những anh em mà buôn bán phụ tùng xe rất là nhiều. Nên anh em mà nếu mà có mua đồ ở shop phụ tùng xe máy của tháng em thì vui lòng kiểm tra đầy đủ thông tin cái
số tài khoản nhận hàng phải đúng, mang tên là Huỳnh Quốc Thắng, là mới là mình nha anh em. Mọi giao dịch mà anh em mà chuyển tiền qua những cái nick lừa đảo nó giả mạo tên Huỳnh Quốc Thắng hoặc là số Quốc Thắng mình là mình hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Và những cái thông tin mà cái thằng mà nếu mà anh em đã có chuyển tiền bị lừa đảo thì anh em với những cái chứng cứ là anh em đã chuyển tiền cho tụi lừa đảo á, thì anh em có thể ra cơ quan công an gần nhất để tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bọn nó. Mình thì mình làm ăn chân chính, mình không có rảnh rỗi đâu đi lừa gạt này kia chi nha anh em. Nói chung là có tiền mình làm ra được mình xài cho mới sướng, chứ mà đi làm đồng tiền lừa đảo như đồng tiền lừa đảo vài ba triệu ở tù một công trong thời gian đó mười mấy hai chục năm đó, một năm bảy năm đó, mình kiếm ra biết bao nhiêu tiền. Nói thầy nha anh em, đồng tiền mình kiếm đây, mình đồng tiền mình kiếm từ đồng thuận mua vừa bán à, có lời mình bán chứ không rảnh rỗi đâu đi lừa đảo. Buôn bán lúc nào người thật việc thật thì anh em cứ yên tâm mà mua, có gì đâu mà phải sợ. Quan trọng là anh em phải sáng suốt. Thắng này nó bán đồ ok không, ok thì nhờ người thân người quen cái tiệm em mua, không thì hỏi những anh em. Rồi bước sau cùng là khi anh em chuyển tiền bất cứ ai, không phải riêng gì mình em và người nào đó, anh em hãy xem rõ cái số tài khoản, ví dụ thằng đó tên kênh Quỳnh Quốc Thắng mà sao tự nhiên nó chưa cái số tài khoản, cái người nhận hàng tên cái đầu nhận tiền tên thằng Khang chó gì đó, thằng đang tên lấy cái số tài khoản mang tên Khang vậy đó, là nó đang lừa đảo rất là nhiều. Thì anh em phải sáng suốt, tại mất không tiền mắc tật mang. Rồi thứ nhất là lại tới hồi lại chuyển tiền xong lại đi điện ngược lại cho em là hoàn toàn là một thằng gọi là cù nhìn chả biết con mẹ gì á. Nên anh em hãy nuôi mua hàng ở xa bất cứ ai, trước khi chuyển tiền thì mình coi người đó như thế nào rồi không, như thế nào mình hãy chuyển nha anh em. Rồi bộ lỗi này 1.3 triệu, anh em nào có nhu cầu chốt alo em nha.